Lê Thắng mến chào quý vị khán thính giả trong kênh Little Sài Gòn. Trong chương trình Thời sự thế giới ngày hôm nay, gửi đến quý vị bản tin đăng ký sau đây. Tổng thống Zelensky đề nghị Tổng thống Biden liệt Nga là quốc gia tài trợ khủng bố. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine chế diễu gọi vị trí tòa Moscow bị đắm là địa điểm lạc lý tưởng. Tổng thống Zelensky tuyên bố Nga đã mất Ukraine mãi mãi. Hé lộ chìa khóa phía sau giúp cho quân đội Ukraine lật được thế cờ và đến bây giờ là những nội dung chi tiết. Tổng thống Zelensky đề nghị Tổng thống Biden liệt Nga là quốc gia tài trợ khủng bố. Kính thưa quý vị khán thính giả của Little Sài Gòn, Tổng thống Zelensky mới đây đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden hãy liệt kê Nga là quốc gia tài trợ khủng bố. Washington Boss lấy nguồn tin từ những người biết về cuộc đối thoại gần đây giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Zelensky trong cuộc điện đàm này. Ông Biden cũng không cam kết những hành động cụ thể sau lời đề nghị của người đồng cấp Zelensky. Dẫn theo một tài liệu công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington Post giải thích rằng chính phủ Mỹ có thể liệt kê một nước nào đó là quốc gia tài trợ khủng bố khi nước đó thường xuyên cung cấp hỗ trợ cho các hành động khủng bố quốc tế. Theo NBC News, vào tháng trước, khi được hỏi liệu Mỹ có xem xét liệt Nga là quốc gia tài trợ khủng bố, thư ký báo chí Nhà Trắng Jess Basky và Ngoại trưởng Anthony Blinken đều để ngỏ về khả năng này. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 3, ông Lincoln nói, Chúng tôi đã và xem xét mọi thứ. NBC News dẫn lời một quan chức Nhà Trắng giấu tên nói rằng chính quyền Biden hiện đang đánh giá liệu có liệt Nga vào quốc gia tài trợ khủng bố hay không. Hiện nay, thì các nước bị Mỹ liệt vào danh sách quốc gia tài trợ khủng bố gồm Triều Tiên, Cuba, Iran và Syria. Bộ trưởng quốc phòng Ukraine chế diễu gọi vị trí tàu Moskva bị đắm chìm là địa điểm lạc lý tưởng. Thưa quý vị, Bộ trưởng quốc phòng của Ukraine mới đây cũng đã đề cập một cách hài hước về vụ đánh chìm tàu Moskva của Nga khi mà nói rằng vị trí con tàu bị chìm là nơi lý tưởng để tổ chức các chuyến lặng tham quan. Đăng trên Twitter hôm thứ sáu, ông Jenikos, một người đam mê bộ môn lặn biển, cho biết vị trí con tàu Moskva bị chìm là một địa điểm lạc lý tưởng và ông sẽ tới thăm nơi này sau khi Ukraine chiến thắng trong chiến tranh. Bài Twitter đã thu hút hơn 26 lượt thích và hàng ngàn phản hồi, trong đó nhiều người đã ca ngợi ốc hài hước tuyệt vời của ông Reznikov. Ông có viết rằng, một tàu chiến hàng đầu của Nga là địa điểm lặng lý tưởng. Chúng ta có thêm một địa điểm lặng ở Biển Đen. Ông kết luận, nhân tiện tôi đã có 300 lần lặng biển. Đính kèm với dòng Twitter là một bức ảnh, Rednikot tạo dáng với một con rùa biển trong một lần lặn trước đây của ông. Nhiều người dùng Twitter đã chia sẻ trong phần bình luận rằng họ cũng muốn đến thăm địa điểm lặn mới nhất của Biển Đen. Có người còn cảm ơn ông Putin vì đã đóng góp cho ngành du lịch. Tàu Moskova đã bị chìm ở Biển Đen hôm thứ Năm. Tuy nhiên, cả Nga và Ukraine đều đưa ra các tuyên bố trái ngược với nhau về nguyên nhân gây ra vụ chìm này. Các quan chức Ukraine cũng cho biết rằng họ đã tấn công con tàu bằng tên lửa Nestor. Trong khi đó, Nga cho rằng con tàu bị chìm do hỏa hoạn trên tàu khiến kho đạn phát nổ. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng của Nga cũng đã cho biết, trong quá trình lai dắt tàu tuần dương Moskova đến cảng đích, con tàu bị mất ổn định do hư hại thân tàu trong quá trình phát nổ đạn dược. Trong điều kiện biển động, tàu bị chìm. Một phân tích do Forbes Ukraine thực hiện ước tính rằng vụ chìm tàu Moskova gây thiệt hại 750 triệu đô la Mỹ cho quân đội của Nga một tổn thất mà một số chuyên gia tin rằng có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho cuộc chiến ở Ukraine. Chuyên gia an ninh Bo Masaro viết trên Twitter, nếu như Ukraine có thể thách thức hạm đội Biển Đen và có vẻ như họ có thể, thì việc chiếm lại Crimea là điều rất có cơ hội. Chiến thắng hoàn toàn có thể xảy ra. Ông nói trong một tweet sau đó, màn trình diễn lịch sử của quân đội Ukraine so với màn trình diễn ảm đạm của người Nga thực sự là một điều đáng chú ý. Tổng thống Zelensky tuyên bố Nga đã mất Ukraine mãi mãi. Thưa quý vị, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng sự hiện diện của quân đội của Nga trên lãnh thổ của Ukraine sẽ không bao giờ được chấp nhận bởi toàn thể người dân Ukraine. Ông Zelensky nói rằng Nga đã mất Ukraine mãi mãi. Nhà lãnh đạo Ukraine đã tuyên bố như vậy trong một bài phát biểu hàng đêm trước quốc dân tối ngày 17 tháng 4. Ông Zelensky cũng nói rằng Ukraine đã mất tới 3.000 quân trong cuộc chiến với Nga và khoảng 10.000 người khác đã bị thương. Về phần Nga, ông cho rằng có thể là 19.000 cho đến 20.000 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc chiến này và hiện đang ở tuần thứ 8. Tuy nhiên thì trong một cuộc họp giao ban ở Moscow hôm thứ sáu ngày 15 tháng 4, các quan chức quân sự cấp cao của Nga đã cập nhật thiệt hại của họ ở Ukraine lên tới 1.351 binh sĩ tử trận và 3.825 binh sĩ khác bị thương. Ông Zelensky nhấn mạnh thương vong dẫn đến sự khó xác định hơn. Rất có thể khó nói về dân thường, vì ở phía nam đất nước của chúng tôi, nơi các thị trấn và thành phố bị bao vây, Curson, Radiant, Maribor, xa hơn là về phía đông và khu vực nơi có Vonovaska. Chúng tôi không bao giờ biết bao nhiêu người dân đã chết, ông Zelensky nói. Các bình luận của ông Zelensky được đưa ra khi các vụ nổ đã được nghe thấy vào đầu giờ ngày thứ Bảy, 16 tháng 4 ở thủ đô Kiev của Ukraine và thành phố Lviv ở phía Tây, truyền thông địa phương đã đưa tin. Còi báo động không kích đã vang lên trên hầu hết lãnh thổ Ukraine vào đầu ngày thứ Bảy. Kiev thì đã rung chuyển bởi một số vụ nổ mạnh nhất trong hai tuần vào thứ Sáu ngày 15 tháng 4. Nga cho biết Họ tấn công một nhà máy ở ngoài OKS được sử dụng để sản xuất sửa chữa tên lửa chống hạm. Các chuyên gia cho rằng, động thái này rõ ràng là để trả đũa vụ chim sói hạng Moscow, niềm tự hào của hạm đội Biển Đen của Nga. Ukraine cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về việc tấn công con tàu và một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết rằng, hôm thứ Bảy, sói hạm của Nga thật sự đã bị bắn trúng bởi ít nhất một tên lửa của Ukraine. Thưa quý vị, các binh sĩ trong lực lượng quân đội Ukraine đã được huấn luyện chuyển đổi thành một đội quân hiện đại có tư duy năng động hơn sau nhiều lần tập trận với NATO. Khi Trung úy vệ binh quốc gia Ukraine Kulis ra trận, anh đã thầm cảm ơn quân đội Canada. Vào mùa hè năm ngoái, thì chính quân đội Canada đã huấn luyện lữ đoàn phản ứng nhanh của Trung úy Kulis và tác chuyến đô thị, chiến thuật, giả chiến và cứu thương chiến trường. Cuộc tập trận ở miền tây của Ukraine là một trong các cuộc tập trận diễn ra trong những năm gần đây với sự tham gia của quân đội Canada, Anh, Romania và lực lượng về binh quốc gia California của Mỹ. Đây có thể nói là một phần trong nỗ lực ít được công khai của các quốc gia NATO nhằm nâng cấp quân đội Ukraine từ lính bộ binh cho đến các quan chức quốc phòng cấp cao. Đó là một lý do khiến cho lực lượng chiến đấu của Ukraine làm thế giới ngạc nhiên khi chống đỡ hiệu quả trước lực lượng của Nga vốn áp đảo về hỏa lực và khí tài trong suốt chiến sự bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Thực tế là, từ các chương trình huấn luyện, tập trận thường niên trong 8 năm vừa qua, NATO đã huấn luyện quân đội Ukraine nâng cấp năng lực tác chiến theo tiêu chuẩn phương Tây. Và khi đối đầu với lực lượng của Nga, Trung úy Chris khẳng định các đồng đội của Anh đều tác chiến hiệu quả theo những gì đã được huấn luyện cùng với NATO. Thưa quý vị, từ năm 2014, thì khi mà giao tranh ở bờ miền đông, quân đội Ukraine đã trải qua những năm kinh nghiệm thực chiến, vốn giúp cho họ tiếp thu hiệu quả và nhanh chóng hơn khi huấn luyện cùng với NATO. Điều đó được chứng minh qua thực tế là quân đội Ukraine đã cầm chân được lực lượng của Nga ở nhiều mặt trận cho đến nay. Tổng thống Nga Putin khi mà mở cuộc tấn công ở Ukraine đã viện dẫn nguyên nhân do Kiev vượt làn tranh đỏ trong việc có thể trở thành thành viên của NATO các đơn vị giao tranh với Ukraine là mũi nhọn của cơ sở quân sự được xây dựng lại hoàn toàn của đất nước này. Từ bỏ việc tập trung vào số lượng binh sĩ và vũ khí, các cố vấn NATO chủ yếu vào khái niệm xây dựng năng lực, nơi các chủ huy đặt ra các mục tiêu và đảm bảo họ có đủ quân số và vũ khí cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Để thúc đẩy cách tiếp cận này, NATO đã đưa ra ý tưởng về việc xây dựng đội ngũ các hạ sĩ quan, những người lính có kinh nghiệm được thăng cấp lên cao hơn Đóng vai trò là liên kết quan trọng giữa cấp sĩ quan, chỉ huy quân đội hàng đầu và binh sĩ trên chiến trường. Trong mô hình cũ, sĩ quan cấp cao trên thường đưa ra mệnh lệnh là các binh sĩ cấp dưới buộc phải thi hành, gần như không có cơ hội để tranh luận hay tìm cách thích ứng. Nhưng hiện nay, NATO giúp cho các lãnh đạo quân sự Ukraine áp dụng mô hình chỉ huy theo nhiệm vụ trong khi đó, cấp trên thiết lập mục tiêu chiến đấu và trao quyền ra quyết định xuống càng sâu càng tốt trong hệ thống chỉ huy, thậm chí là đến từng viên sĩ. Bộ trưởng Quốc phòng Andriy Zagunotet cho biết, điều đó đã tạo ra một sự khác biệt lớn. Quân đội của Ukraine đã bắt đầu chiến dịch cải tổ từ năm 2008, nhưng được cho là không mấy hiệu quả. Cho đến khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Georgia, NATO mới dần chuyển hướng quan tâm đến Ukraine. Liên minh quân sự này đã soạn thảo một kế hoạch hành động dài tới 70 trang với nội dung lộ trình chiến lược hội nhập châu Âu đại Tây Dương của Ukraine. Đây được đánh giá là một kế hoạch nhằm giúp Ukraine đáp ứng các mục tiêu của NATO, trong đó có yêu cầu về một lực lượng quân đội chuyên nghiệp hơn do dân sự kiểm soát. Nhưng việc chính quân đội phản đối kế hoạch này khiến cho việc thất bại. Tổng thống Petro Poroshenko khi đó đã ra lệnh cải tổ quân đội Động thái khiến cho NATO có thêm động lực hành động. Ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch năm 2014 là giúp quân đội Ukraine chống lại lực lượng ly khai ở miền đông. Các sĩ quan phương Tây bắt đầu huấn luyện lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine theo các chiến thuật tác chiến hiện đại. Tại Kiev, các quan chức chính phủ đã làm việc với các cố vấn NATO để chuẩn bị những thay đổi sâu sắc hơn. Các cố vấn NATO nhận thấy các vấn đề ở tất cả các cấp Chẳng hạn như hệ thống y tế, quân sự và dân sự song song yêu cầu Quốc hội cho phép tác hợp hai bên. Theo ông Rivers, một đại tá quân đội của Canada, người đã lãnh đạo chi nhánh đào tạo của đất nước này từ năm 2017 đến năm 2018, chúng tôi tập trung vào các nhà lãnh đạo có thể sử dụng năng lực của chúng tôi và nhân rộng nó. Cựu đại tá này nói thêm, các cố vấn NATO tìm cách né tránh những sĩ quan giữ tư duy cũ tập trung các chỉ huy quân sự sẵn sàng đón nhận các mô hình mới. Ông cho biết thêm, những hoạt động đào tạo yếu diễn ra tại các trung tâm huấn luyện quân sự Javoris, phía đông Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 25 km. Các cuộc tập trận hàng năm do quân đội của Mỹ tổ chức tại Javoris mang tên là Rabbit Trident cũng giúp cho quân đội Ukraine nâng cao năng lực hơn rất nhiều. Trung ý Kulis cho biết, các kỹ năng như là xử lý chất nổ hay là chiến thuật tác chiến thu được trong các cuộc tập trận kể từ năm 2016 đã hỗ trợ đáng kể cho lữ đoàn phản ứng nhanh của Anh đang chiến đấu ở Donbass gần đây. Tuy nhiên, trước đà tiến công của Nga, các lực lượng Ukraine vẫn chịu những tổn thức đáng kể. Cố vấn Tổng thống Ukraine Alexei Arestovich thừa nhận rằng chiến dịch quân sự của Nga đã phá hủy gần như hoàn toàn ngành công nghiệp quốc phòng nước này.